Alo, xin chào mọi người nha. Hôm về bận sửa với cái TV mà không có review sản phẩm cho mọi người xem. Đang sửa cái TV bên này. Nhưng mà đang kiếm đồ thay, chưa có đồ thay cho nên bỏ qua đây. Thì bữa giờ không có review sản phẩm cho mọi người xem. Hôm nay là tôi sẽ review cái sản phẩm là cái đèn đội đầu. Cái đèn đội đầu thì shop cũng đang phân phối cái loại đèn này luôn nha. Các bạn xem cái đường link bên dưới sản phẩm á, rồi các bạn bấm vô để qua Shopee để mua cái loại đèn này nha. Cái đèn này là cái đèn đội đầu để mình đi câu cá, hay là mình đi bắt sợi ếch, hay là mình sửa điện, sửa xe hay gì đó thì nó rất là tiện lợi nha. Để tôi mở một cái bộ đèn coi đây. Thì trong cái bộ đèn này gồm có một cái cục sạc ha. Cục sạc này cái đầu 3.5 nha, và cục sạc này 5V nha. Một cặp pin Panasonic nha. Cặp pin Panasonic dung lượng của nó là 4200 mAh nha. Đó. Đây, còn cái đèn đây. Đó. Cái đèn về hình thức là nó đội đầu nha, nó đội đầu. Đó. Rồi có 3 led ha, 1 led chính và 2 led phụ ha. Cái này nếu mình rọi mà tập trung á thì mình rọi cái bóng chính này thôi. Còn nếu mình rọi cho nó rộng á thì mình sẽ rọi thêm 2 bóng phụ này. Thì cái loại này thì có cái nút nhấn chống thấm ở trên này ha. Mình bấm vào ha. Mình nó có 3 chế độ ha. Bấm lần đầu thì nó rọi đèn này. Bấm lần thứ hai rọi 2 đèn này. Bấm lần thứ ba nó rộp cả ba đèn, và bấm lần thứ tư này nó có chế độ Pro Plus nha, nó chớp á. Cái này cũng thích hợp cho anh em ở công trường, đi công trường cũng được ha, vì khi mà đèn sáng á, cái phía sau này nó cũng sáng theo nè. Thì để báo giống như mình đi vô trong hang hay mình đi vô chỗ tối á, thì cái người trước nhìn vào người sau bằng cái đèn này nè, cũng rất là hay ha. Ở đây tôi đã khui ra một cái và tôi gắn pin vô sẵn rồi nha. Đây nè. Thì cái pin á thì mọi người gắn ở đây ha. Ở đây nó có một cái khóa nè, mình mở ra đây, hai cục pin mình gắn vào nha. Thì trong cái này nó cũng biểu thị cái, nó biểu thị cái cách gắn nè. Cái cực dương nằm trên, hai cực dương luôn, hai cực âm nằm dưới, thì mình gắn vô cực dương là cái đầu nhọn này nè, cực âm là đầu tròn này nha, tròn mà lớn, cực dương là đầu tròn mà nhỏ nè. Thì mình gắn vô. Rồi, sau đó thì mình đậy cái nắp lại. Cái nắp này nó có chống rớt nha, mình có gỡ ra nó cũng lục lẳng nè. Rồi mình đậy nắp lại. Thì cái phần này á, nó sẽ nằm sau đầu và nó làm bằng một cái, nó làm bằng chất liệu là cái nhựa mềm ha, để cái đầu lúc mà mình tựa cái đầu vô cái đầu mình á thì nó không có đau nha. Đó. Đây. Mình sẽ đây, các bạn sẽ đổi cái này lên trên ha. Đây rồi, dây thì nó cũng đăng đưa được nha, tức là tùy theo cái đầu mình nhỏ thì mình rút lại nha, rút lại mình kéo qua rồi mình rút lại ha. Đó là nó nhỏ hơn ha. Rồi ở trên máng, trên đỉnh đầu này cũng rút lại được nha. Đó ha, các bạn thấy không? Đó. Rồi bây giờ là cái nút này mình bấm lên nè. Đó. Rất là sáng nha. Đây là một led đầu ha. Mình nhấn thêm một cái nữa. Hai led hai bên ha. Nhấn thêm một cái nữa, sáng cả ba cái ha. Và mình nhấn thêm một lần nữa thì nó sẽ chớp nha. Để nó báo động nha. Đó, khi có nguy hiểm gì đó mình sẽ chớp về, hoặc là mình báo hiệu cho người ta hay gì đó thì sẽ chớp cái này ha. Thì khi mà bạn bấm sáng đèn á thì đèn này nó có một cái đèn led phía sau để nó sáng cái đèn phía sau lưng lên nha. Đây nè. Thì cái này á làm ví dụ là khi các bạn đi dã ngoại á, các bạn đi vào trong những cái hẻm núi hay là vô trong hang gì đó tối á, thì người sau thì nhìn thấy trước đỏ người trước nè, là báo hiệu ha.
đi vô trong tối rất là an toàn nha. Nè. Nha. Về hình thức thì rất là đẹp nha, các bạn nhìn cái dây nè. Rất là ok nha. Dây này co giãn. Ha. Đây. Rất là sáng nha. Đó. Chế độ hai đèn hai bên. Đây. Và chế độ cả ba đèn. Đây. Đó. Cái này thích hợp cho các bạn đi câu cá đồ buổi tối đó, mỗi người một cái đeo thì rất là hay ha. Cái pin này là pin sạc nha. Khi mà các bạn muốn sạc á thì ở đây nó có cái nhựa nè, cái rubber nè. Các bạn mở ra. Đây. Ha. Các bạn mở ra. Ha. Đây, các bạn mở ra, các bạn xoay cái này vào một bên ha. Đó, sau đó mình cắm cái dây này, cái gắm dây sạc vào thôi. Và mình cắm điện thôi. Đây. Đó. Khi mà nó hết pin đó nha thì nó sẽ đỏ lên nha. Nha. Đó. Còn nếu mà nó pin nó vẫn còn á thì nó không có sạc nha. Thì nó sẽ màu xanh nha. Đây, tôi tắt đây. Đó. Đó. Ha. Khi mình cắm vào nè. Đó. Hồi nãy giờ mình đốt thì nó sẽ nhá nhá đỏ 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 nè. Tức là cái pin này nó vẫn còn đang đầy nha, nó chưa có hết nha. Hết thì cái này nó đỏ lên liền. Giống như tôi đang mở đèn thì nó đỏ lên liền nè. Đó. Rồi, ok. Mọi người mua sản phẩm thì mọi người sẽ xem cái đường link bên dưới các clip này nha. Rồi mọi người nhấn vào và nó sẽ chuyển tới cái Shopee. Mọi người bấm vào để đặt hàng nha. Hiện tại vì cái đèn này đang giảm giá rất là nhiều nha. Sắp tới qua tháng 4, qua 30 tháng 4 là cái đèn này nó tăng giá trở lại nha. Cho mọi người tranh thủ mua nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Tôi đi ra ngoài, tôi thử cho các bạn coi cái độ sáng của đèn nè. Cực kỳ sáng luôn nha các bạn. Đây, đó là hình thực tế của đèn. Đây. Rất sáng nha. Đó, tôi quay mà cái cây bên kia là thấy luôn cái cây bên kia ha. Đó. Rồi, thử chơi chế độ 3. Chế độ này là hai đèn hai bên ha. Đây. Cả ba đèn ha. Đây. Đó. Đó, buổi tối thì phía sau nó sáng vậy như thế này nha. Đó. Rất là sáng nha các bạn. Rồi, ok.